Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2023, Quỹ vì người nghèo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu được 4,1 tỷ đồng. Số tiền đã chi cho các hoạt động là 6 tỷ đồng, hiện quỹ còn 6,8 tỷ đồng. Để sử dụng hiệu quả nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị thảo luận thống nhất nội dung quy chế vận động quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh sửa đổi bổ sung năm 2023. Các thành viên ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông qua quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ sửa đổi năm 2023. Quy chế có 7 chương, 22 điều, trong đó có một số thay đổi so với quy chế sửa đổi năm 2021, như bỏ độ tuổi khi xét hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, bỏ nội dung photo chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu khi làm thủ tục thanh quyết toán. Quy chế cũng thống nhất mức chi cụ thể tùy từng trường hợp do trưởng ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh xem xét quyết định.